Xin chào anh em nha, tiếp tục chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube bên Kim Bảo Audio và em là Trần Trung. Chuyên chia sẻ về các thiết bị âm thanh karaoke gia đình. Rất nhiều anh em hỏi em là có những con vang lai số nào mà giá nó mềm không, giá nó rẻ không, để giới thiệu cho anh em chơi karaoke gia đình vì không có nhu cầu đầu tư những con cao cấp hơn. Ngoài những con rẻ ra như thế này thì bên em vẫn có những con cao cấp hơn nha anh em, những con như 3 triệu hay là 2-3 triệu bên em vẫn có. Còn những con này chỉ hơn 1 triệu một tí thôi và chính xác là 1.200.000 nha, hàng vang cơ lai số nha anh em, cơ lai số hàng chính hãng và giá nó rẻ. Hàng chính hãng thì anh em được bảo hành tận là 2 năm nên yên tâm mà sử dụng thôi, một đổi một thì 30 ngày đầu. Tại em còn tầm rất là nhiều mẫu nhưng giới thiệu cho anh em là ba mẫu này là ba cái mẫu mà bên em bán được nhiều nhất nha anh em. Cái đầu tiên ở trên cùng thì là mẫu net này là net X nha anh em, lỗ net K không phải net X, net K là net acoustic mã mới, mẫu mới năm 2024 này là KB360. Mẫu này thì tất nhiên sẽ có đầy đủ Echo Reverb cho anh em. Anh em nhìn nó gọn này nhưng mà nó còn hai cái tai nữa nha anh em, còn hai cái tai bắt ở trong cái thùng nữa tại em chưa có lấy ra. Nó có hai tai, nó hai cái tai nữa hai bên hông. Anh em muốn thì có thể bắt vào. Nha, muốn thì có thể bắt vào. Và là hàng đầy đủ Echo Reverb cho anh em. Tất nhiên ba con này em nói luôn một lần ba con nha, một lần ba con sẽ có đầy đủ Echo Reverb cho anh em. Đầy đủ các chức năng như là cổng vào là Bluetooth, cổng quang hay là cổng optical, cổng USB có đầy đủ đây. Cổng USB đây và đầy đủ cổng quang Bluetooth optical, đầy đủ cổng ăn chơi cho anh em. Và đặc biệt sẽ có đầy đủ chống hú cho anh em luôn, yên tâm. Ba mẫu thì ba cái kiểu dáng nó khác nhau thôi nha, nhưng em đánh giá thì nó hoàn toàn nó gần như nhau. Anh em thích cái kiểu dáng nào thì có thể báo và tư vấn thêm, đúng không? Ba cái volume đây. Đây volume điều chỉnh mix, effect nhạc. Đây là con net KB360. 360 nút nguồn mặt trước. Ba con này đều bấm nút nguồn mặt trước hết, đúng không? Volume điều chỉnh. Cái cổng đầu vào thì sẽ có đầy đủ cho anh em. Đây, cái cổng phía trước đây điều chỉnh như là đây, em phóng lớn cho anh em dễ nhìn nha. Đó, cái này chắc dễ nhìn hơn rồi nè. Đây, nó sẽ có delay trái, delay phải, có repeat là lặp lại. Anh em muốn nhiều lặp lại cái echo hơn thì anh em tăng nó lên nha. Bên đây là reverb ha. Đây, cái này em vừa có test nè, em có test cho khách nè. Em muốn cái tiếng reverb nó nhiều hơn tí á, nó bay hơn á thì em tăng cái reverb lên đây. Và bên này sẽ có reverb voice, âm lượng reverb. Bên này là âm low, âm thấp, em giảm cái bass xuống xíu nè, em giảm cái bass xuống xíu cho tiếng cái echo nó nhẹ hơn. Đó, giống vậy thôi. Đây, em giảm cái tiếng bass mid xuống nè, mid của bass nè, em giảm xuống xíu để tiếng mid của mình nó nhẹ hơn nha anh em. Đó, cái này là cân chỉnh cơ bản cho một số anh khách thôi. Còn anh em muốn thì có thể cân chỉnh lại bình thường không sao hết, cân chỉnh lại thoải mái. Ví dụ anh em cân chỉnh sai á thì anh em cứ trả về 12 giờ là giữ hết nha. Nè, như mấy lúc này là giữ hết nè, nó giữ hết nè, giữ hết nè, giữ hết nè nha. Chỉnh sai thì anh em cứ trả về giúp em, lợi giữ hết thì sẽ cân chỉnh lại 50%. Ba con này đều là hàng chính hãng, bảo hành tận 2 năm nên yên tâm. Con LS888 này chắc rất là nhiều anh em biết rồi và em bán đi rất là nhiều rồi nha anh em. Trên thị trường thì tìm có thể thấy được LS888. Mấy con này nè là cái volume cứng, ví dụ anh em vặn nhỏ lại hết thì không thể sẽ không vặn được nữa nha, cứng rồi nè, không vặn được, vặn lớn lên. Còn lấy một đoạn nó cứng rồi nè, không vặn được nè, này vặn thoải mái nè, lúc đầu nè, đó vặn nè. Hai cái này sẽ giống nhau, còn cái này sẽ là volume vô cực nha anh em vặn hoài luôn, anh em để ý là hay vặn hoài luôn nè nha. Đó, để coi lớn nhất nó là bao nhiêu. Con này là con ETC K678 Pro mẫu 2024. Con này là mẫu 2023, con này cũng là mẫu 2024 nha, 2024 mới ra luôn, con này mới ra tầm tháng 5 nè. Bây giờ em lên video này cũng là tháng 5 luôn, tầm cuối tháng 5 thì khoảng giữa tháng 5 em nhận được hàng con này. Đó, thì con này ra cũng mới ra tầm khoảng đầu năm 2024 nè nha. Nha. Quay lại cái volume con này vô cực chắc là 80. Đây, em vặn tới 80 rồi nhưng em vẫn vặn được nữa nè, anh em lưu ý nha. Đó, anh em lưu ý vặn hoài luôn. Đó, nó vẫn là 80 nha. Này anh em lưu ý. Không phải là nó hư nó lỗi gì đâu, một số anh em thì em quên một số cái, một số bên cửa hàng không nói cái anh em không để ý, cứ tưởng là nó lỗi sao nó vặn hoài vậy, nó hư luôn rồi hả? Thật chứ không phải đâu nha anh em, lưu ý. Và những cái con như thế này nè, anh em nên nhẹ tay với nó, đừng có vặn như em, đừng có vặn nghe vặn này. Vặn như em vặn liên tục như thế này, lâu năm thì nó sẽ hư nha, dễ hư lắm nó vặn đó. Đó, anh em lưu ý cái này. Rồi, đây các cổng đầu vào. Ê, hình như hồi nãy em bấm nhầm cổng input đúng không ta? À, em mở nhá. Đó, em mở nhỏ cái âm lượng nhạc lại, cái không có tiếng nhạc. Anh em muốn hay lớn lên. Đó. Rồi, ba con này thì hoàn toàn như nhau, đánh giá thì nó như nhau, không có khác gì hết. Chẳng qua lên cái video này cho anh em nhiều mẫu mã anh em tham khảo thôi, tại vì coi lần lượt từng tay nó hơi mất thời gian. Em làm một cái video này ba con. Yên tâm nha anh em, hàng chính hãng bảo hành tận 2 năm. Còn ETC thì nó có nổi bật hơn tí là hai cái bát bên hông nó màu trắng. Màu trắng. Giao diện thì nó hoàn toàn như nhau rồi, chả có khác gì hết.
À, chống hú thì chống hú thì mấy con này đều có chống hú hết. Chống hú con này chắc sử dụng bằng cái remote rồi em, phải có cái remote điều chỉnh chống hú. Phải giữ điều khiển, có trong cái điều khiển anh em. Con này ba con này có điều khiển hết nha anh em. Ba con này nó sẽ có mua hàng sẽ có một cho này một cái dây nguồn này, một cái tu vít điều chỉnh này, một cái anten để gắn vào này, một cái điều khiển này. Ngoài ra thì mua hàng thì sẽ có tặng kèm dây kết nối cho anh em 1.200.000, có dây kết nối nha, bao ship luôn, có dây kết nối bao ship luôn nha, yên tâm. Đó thì anh em mua hàng dây kết nối thì anh em sử dụng xuống Amply thì đôi dây Canon bông sen, sử dụng xuống cục đẩy thì dây Canon rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em đang xem thì có thể cho em một like, một đăng ký kênh và xin chào, hẹn gặp lại.